cháy nhà ra mặt, Lê Lanh Doanh và Lê Mã Nương đã thành Lê Bất Lương. Phan Chí Đỉnh, nguyên vụ trưởng vụ báo chí, đã viết bài "Ai ra lệnh bắn hay không bắn" đăng trên trang Facebook của mình. Bài này đã được rất nhiều trang mạng thù địch với Việt Nam và rất nhiều kẻ chống phá nhà nước Việt Nam đăng lại. Phan Chí Đỉnh kể, sáng ngày 28 tháng 7, tôi được mời tham gia một cuộc gặp mặt bao gồm một số lão làng như anh Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, anh Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, anh Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý của Cụ Kiệt, anh Nguyễn Vi Khải, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Mã Lương và nhiều vị tiền bối khác. Thảo luận nhiều vấn đề, nhưng tôi chỉ muốn kể một chút về chuyện Gạc Ma năm 1988 và cuốn sách đang gây bão dư luận. Chuyện tiếp ở cuộc họp, khi đang đến đoạn này thì một ông dân sự nói to: "Tôi biết, người ra lệnh không bắn làm cả hội trường sững sờ." Nhìn lại thì đó là ông Lê Đăng Doanh. Tôi may ngồi gần nên tôi quay sang nói: "Bác kể xem nào." Ông Doanh kể: "Hôm ấy tôi với vai trò là người giúp việc cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ngồi ngay sau Tổng Bí thư nên tôi theo dõi hết." Ông Nguyễn Cơ Thạch đạp bàn như là gầm lên, rung cả cửa kính: "Ai ra lệnh không bắn?" Thì ông Lê Đức Anh trả lời: "Tôi." Ông Thạch quay sang ông Linh thì ông Linh ngồi im, không có ý kiến gì. Có một ai đó đã chen vào: "Họ đã chuẩn bị cho Thành Đô năm 1990 từ lúc này. Với an ninh của đất nước thì việc Lê Mã Rương và đồng bọn xuất bản cuốn sách xuyên tạc sự thật về Gạc Ma có thể ví như một vụ hỏa hoạn, và vụ cháy nhà này, theo Phan Chí Đỉnh, đã nộ ra mặt chuột Lê Đăng Doanh. Lê Đăng Doanh nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, từng làm thư ký kinh tế cho văn phòng của các nhà lãnh đạo Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Duy Trinh, là thành viên sáng lập của Viện Nghiên cứu và Phát triển IDS. Theo BBC tiếng Việt, ngày 9 tháng 12 năm 2015, Lê Đăng Doanh cùng với 126 người khác, trong đó có các nhân vật như Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang Nga, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Đình Cống, Chu Hảo, Tương Lai, Huỳnh Tấn Bẫn, Hồ Ngọc Nhuận, Trần Văn Thọ, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Trung, Phạm Xuân Yêm đã gửi một bức thư ngỏ đến Bộ Chính trị đề nghị đổi tên đảng, không gọi là Đảng Cộng sản, đổi tên nước, không gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, đồng thời nêu ý kiến thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ ràng sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác Lênin. Như vậy, Lê Đăng Doanh cũng thuộc nhóm thư ký, trợ lý cho mấy ông cốp triều đình tương lai như Tương Lai, Nguyễn Trung. Những người rất tích cực phản biện nhưng không hiểu vì dốt hay cố tình dốt mà phản biện lại thành ra phản bội. Đỉnh điểm là vụ họ đòi thay đổi hiến pháp của một thể chế mà nhờ nó họ mới có được bổng lộc và địa vị trong xã hội. Vì thế tôi đã gọi họ là bọn quan hầu, như bọn quan hoạn thời phong kiến khi xưa. Nếu vua mà ngu và thất đức là sẽ thành con rối cho bọn quan hoạn giật dây, lũng đoạn triều chính. Rất may Việt Nam ta, các vị lãnh đạo chưa có trường hợp nào như vậy, nhưng bọn quan hầu nói trên không biết vì tham vọng quyền lực chưa thỏa hay ảo tưởng về trí tuệ cố vấn đã dựa hơi chủ của nhiệm kỳ trước, quấy nhiễu những vị lãnh đạo nhiệm kỳ sau không ít. Về cái sự dốt nát của ông Tương Lai thì tôi đã viết nhiều, như trong bài "Vòng tròn nhỏ trong vòng tròn lớn". Ông ta đã hiểu khái niệm đấu tranh giai cấp giống như hận thù cực đoan và đố kỵ giàu nghèo thì ông ta đã quá ngu dốt về triết học. Còn Nguyễn Trung thì đã cho sự tan rã của Liên Xô đơn giản là họ bị các lực lượng dân chủ của nhân dân trong nước mình đánh bại. Tôi đã cho Nguyễn Trung viết vậy là xuyên tạc, bởi sự tan rã của Liên Xô ngoài những nguyên nhân sâu xa về lý luận, về thực tiễn, nguyên nhân cụ thể nhất chính là do Enxin đã đánh bại được Gorbachev chứ không phải do nền dân chủ đánh bại. Tình hình nước ta hồi năm 1988, ta đã coi Trung Quốc là kẻ thù, kinh tế lạm phát 800%. Đất nước ta đã ở ngay trên miệng vực thẳm nên các nhà lãnh đạo đã phải xin bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc nhưng chưa được. Với vụ Gạc Ma, nếu ta nổ súng trước và đánh trả quyết liệt, Trung Quốc mạnh hơn sẽ có cớ lấn chiếm. Thử hỏi họ sẽ chiếm bao nhiêu biển đảo của ta?
và nếu ta xung khắc với Trung Quốc đến tận hôm nay, thử hỏi nước ta sẽ ra sao? Nếu Lê Đăng Doanh hiểu vấn đề, thì dù có chứng kiến chuyện ông Nguyễn Cơ Thạch đập bàn, phải hiểu là ông Thạch sai, còn ông Lê Đức Anh, người từng chỉ huy biết bao chiến dịch, trận đánh lớn nhỏ, ông trả lời, tôi là nhận trọng trách của một vị đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chính trị. Vì những điều lớn lao, sống còn đối với đất nước, chứ hoàn toàn không phải vì ông hèn nhát. Tiếc là Lê Đăng Doanh cũng chỉ là một dạng quan hầu, lấy trí tiểu nhân để đo lòng quân tử, nên đã tung tin đó với ý xấu, để bọn bất lương lợi dụng chống phá đất nước. Và trong số đó còn có một ông tướng từng được phong anh hùng. Qua những vụ ồn ào vừa qua và thêm video dưới đây nữa, thì tên ông ta là Lê Bá Lương, đúng là đã thành Lê Bất Lương. Đại tá Khuất Biên Hà nói, tôi đã ghi lại ý chính. Tôi là đại tá, nhiều năm làm trợ lý cho cụ đại tướng Lê Đức Anh. Lúc trên mạng nó rộ lên cái cuộc hội thảo mà Lê Mã Lương đứng ra còn nói hùng hồn cái chuyện gạc ma ấy, rất nhiều cán bộ rồi mấy người con của bác Lê Đức Anh gọi điện cho tôi bảo anh Hòa, anh có ý kiến. Lê Mã Lương nó nói lung tung, kết tội cả Bộ Chính trị, cả Bộ trưởng Lê Đức Anh. Ý đồ của nó rất là rõ. Những việc quan trọng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải thông qua Bộ Chính trị. Việc này nó nói là ra lệnh không được bắn, là nó lên án cả Bộ Chính trị và cụ Lê Đức Anh. Tôi mới gọi điện cho Lê Mã Lương, bảo tại sao anh lại nói như vậy? Lê Mã Lương nói kiểu xua đi, kiểu vô trách nhiệm. Úi giời, báo mạng anh quan tâm làm gì? Không quan tâm sao anh lại giơ mặt ra đấy? Mà người ta phát đi phát lại, anh là cấp trung đoàn trưởng, làm sao anh nhận lệnh được của cụ Lê Đức Anh, bộ trưởng, mà bây giờ anh lại bịa ra như thế? Rồi anh lại lấy cái lời của một ông đã chết, ai mà dựng ông đã chết lên mà hỏi được. Anh nói một cách vô căn cứ là vô trách nhiệm. Xong Lê Mã Lương lại bảo, thôi thôi anh ơi, báo mạng vớ vẩn không quan tâm nữa. Không được, anh phải chịu trách nhiệm nếu anh còn cù nhầy như thế. Tôi ra Bộ Quốc phòng, tôi đề nghị thanh tra cái vấn đề Điện Biên để xem Lê Mã Lương chấm mút ăn ở đấy bao nhiêu. Tôi sẽ đi đến cùng đấy. Nếu đúng như dự đoán của tôi đề nghị tước danh hiệu anh hùng, khai trừ đảng, hạ cấp quân hàm. Lê Mã Lương gạt đi. Thôi thôi được rồi. Không ngờ vừa rồi hắn vẫn quyết liệt. Hắn làm cái cuốn sách, nếu có định đăng vấn đề này, cử một phóng viên giỏi đến đây, chú cùng với nó làm một bài cho ra ngô ra khoai. Chứ thằng cha Lê Mã Lương, đằng sau nó chắc là có ai đó móc nối cho nó tiền. Nó đứng ra, nó phản bội lại cả quân đội, cả dân tộc này là không được. Tác giả, nhà văn Đông La.